Xin chào các bạn. 18 trận đấu lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra, hết sức gay cấn và kịch tính. Sau lượt trận thứ 4 này, nhiều cái tên xuất sắc đã lộ diện đi tiếp vào vòng 3, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai lượt trận cuối diễn ra vào tháng 6. Và cũng có nhiều cái tên chấm dứt giấc mộng World Cup 2026 khi bị loại sớm hai vòng đấu cuối. Nhớ bấm like ủng hộ kênh và đừng bỏ qua video nếu bạn muốn biết những cái tên xuất sắc nào đã lộ diện nhé. Ở bảng A, đội tuyển Qatar với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Kuwait đã có thêm 3 điểm. Qatar hiện có 12 điểm và hơn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đến 8 điểm. Điều này có nghĩa là đội tuyển Qatar đã xuất sắc bước sớm vào vòng loại 3 World Cup 2026, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai trận lượt cuối. Vị trí nhì bảng là đội tuyển Ấn Độ đang có 4 điểm. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Afghanistan cũng cùng có 4 điểm nhưng kém hệ số bàn thắng. Cuối bảng là đội tuyển Kuwait đang có 3 điểm. Với điểm số hiện tại có được, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên cho cả 3 đội tuyển ở bảng A gồm Ấn Độ, Afghanistan và tuyển Kuwait. Sang bảng B, cái tên xuất sắc đầu tiên được vào vòng 3 là đội tuyển Nhật Bản với một lý do rất là hy hữu. Triều Tiên từ chối tổ chức trận đấu do cho rằng Nhật Bản xuất hiện dịch bệnh lạ với tỷ lệ tử vong cao nên Triều Tiên từ chối để các cầu thủ Nhật Bản nhập cảnh. Họ đề xuất tổ chức trận đấu ở địa điểm trung lập. Tuy nhiên, Triều Tiên không thể tìm được địa điểm tổ chức. FIFA không chấp nhận trận đấu dời lịch sang thời điểm khác bởi lịch trình thi đấu đã kín. Cuối cùng, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới quyết định hủy bỏ trận đấu này. Theo Điều 16 và 28 luật của FIFA, quy định về hình phạt xử lý trận đấu không thể diễn ra, đội tuyển Triều Tiên đã bị xử thua 0-3. Nên nghiễm nhiên tuyển Nhật Bản không cần thi đấu, nhưng vẫn thắng Triều Tiên và đương nhiên có 3 điểm, với tổng 12 điểm và cách vị trí thứ 3 của Triều Tiên. Trên bảng xếp hạng đang có 3 điểm tới 9 điểm, Nhật Bản đương nhiên thẳng tiến vào vòng loại 3, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai lượt trận cuối. Với chiến thắng đậm 7-0 trước tuyển Myanmar, đội tuyển Syria xứng đáng có thêm 3 điểm và đang ở vị trí nhì bảng B. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Triều Tiên đang có 3 điểm. Mặc dù bị mất 3 điểm do không thi đấu, nhưng tuyển Triều Tiên vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại 3 nếu như giành chiến thắng ở hai lượt trận cuối. Cuối bảng là đội tuyển Myanmar tuy có được 1 điểm, nhưng với hệ số bàn thắng -17 và thực lực của các cầu thủ, cơ hội đi tiếp của Myanmar cũng gần như bằng không. Sang bảng C, sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Hàn Quốc có thêm 3 điểm với tổng 10 điểm trong tay. Hàn Quốc đứng đầu bảng C, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn 100% vào vòng loại 3, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai lượt trận cuối. Đội tuyển Hàn Quốc cần thêm ít nhất một trận quà nữa để chắc chắn vào vòng 3, và nhiệm vụ này tương đối dễ dàng với đội tuyển Hàn Quốc. Với chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Singapore, đội tuyển Trung Quốc có thêm 3 điểm và đang đứng nhì bảng C với 7 điểm. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Thái Lan có 4 điểm, và vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 3. Cuối bảng C là đội tuyển Singapore với chỉ 1 điểm có được sau 4 lượt trận, và hệ số bàn thắng -10. Cơ hội đi tiếp vào vòng 3 của Singapore là cực kỳ mong manh. Sang bảng D, với chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Đài Loan, đội tuyển Kyrgyzstan vươn lên vị trí đầu bảng với 9 điểm, cùng có 9 điểm, nhưng ở vị trí thứ nhì do kém hệ số bàn thắng là đội tuyển Oman. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Malaysia, tiếp tục thất bại 2-0 trước tuyển Oman. Malaysia hiện có 6 điểm và đứng vị trí thứ 3 trên bảng D. Mặc dù vậy, cơ hội đi tiếp cho Malaysia là vẫn còn nếu như Malaysia nỗ lực để giành chiến thắng ở hai lượt trận cuối. Cuối bảng D là đội tuyển Đài Loan không có điểm số nào được ghi sau 4 lượt trận. Đài Loan chính thức bị loại sớm khỏi vòng loại 2 dù chưa thi đấu hai lượt trận cuối. Sang bảng E. Bảng E là bảng đấu duy nhất có hai đội cùng vào vòng loại 3 sớm. Cũng có hai đội cùng bị loại sớm sau lượt trận thứ 4 này cụ thể. Mặc dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Turkmenistan, nhưng bao nhiêu đó là đủ để Iran có thêm 3 điểm, với tổng 10 điểm sau 3 lượt trận, và hơn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đến 9 điểm. Iran tiếp tục là cái tên xuất sắc vào vòng loại 3 World Cup 2026 sớm. Vị trí nhì bảng, tương tự Iran cũng cùng có 10 điểm, nhưng do kém hệ số bàn thắng nên Uzbekistan xếp nhì bảng. Điều này không ảnh hưởng gì đến việc Uzbekistan cũng được vào vòng loại 3 sớm. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Turkmenistan có 1 điểm, cuối bảng là đội tuyển Hồng Kông cũng chỉ có 1 điểm. Với 1 điểm này, cả hai đội tuyển Turkmenistan và Hồng Kông đều chấm dứt giấc mộng World Cup ở đây. Ở bảng F, đội tuyển Iraq đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình khi đánh bại tuyển Philippines với tỷ số đậm 5-0 và có thêm 3 điểm. Với tổng 12 điểm sau 4 lượt đấu,
và hơn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đến 9 điểm, nên Iraq là cái tên xuất sắc tiếp theo vào vòng loại 3, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai lượt đấu cuối. Vị trí nhì bảng F là đội tuyển Indonesia, tiếp tục đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0 ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Indonesia có thêm 3 điểm với tổng 7 điểm đang có. Cơ hội đi tiếp của Indonesia vào vòng 3 rất là tươi sáng, và Indonesia chỉ cần thêm một chiến thắng trong hai lượt trận cuối để tự quyết định số phận của chính mình. Có thất bại thứ hai liên tiếp trước Indonesia ngay trên chính sân nhà trong sự thất vọng của người hâm mộ nước nhà, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 điểm sau 4 lượt đấu và đang đứng ở vị trí thứ 3. Cơ hội cho tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng 3 tuy vẫn còn, nhưng chúng ta không có quyền tự định đoạt việc đi tiếp, mà phải phụ thuộc vào kết quả của Indonesia trong hai lượt trận cuối. Vị trí cuối bảng F là đội tuyển Philippines với chỉ 1 điểm sau 4 lượt đấu. Cơ hội đi tiếp của Philippines hầu như rất ít. Ở bảng G, trận hòa 1-1 với Tajikistan vào rạng sáng nay đã cản bước đội tuyển Ả Rập Xê Út được vào vòng trong sớm với 1 điểm. Ở lượt trận thứ 4, đội tuyển Ả Rập Xê Út chỉ có 10 điểm sau 4 lượt đấu, và bao nhiêu đó là chưa đủ để Ả Rập Xê Út thẳng tiến vòng loại 3, mà không cần quan tâm đến kết quả của hai lượt trận cuối. Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp cho tuyển Ả Rập Xê Út là rất rộng mở. Vị trí nhì bảng là đội tuyển Jordan có chiến thắng đậm 7-0 trước tuyển Pakistan. Đội tuyển Jordan có thêm 3 điểm và tổng 7 điểm sau 4 lượt đấu. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Tajikistan đang có 5 điểm. Cuối bảng là đội tuyển Pakistan cùng chung số phận với đội tuyển Đài Loan, không ghi được điểm nào sau 4 lượt trận và cũng chấm dứt cơ hội vào vòng 3 sớm 2 lượt đấu. Sang bảng H, đánh bại Yemen với tỷ số 3-0, đội tuyển UAE có thêm 3 điểm với 4 trận toàn thắng và 12 điểm. UAE cũng là cái tên xuất sắc vào vòng loại 3 sớm với chỉ 4 lượt đấu. Vị trí nhì bảng là đội tuyển Bahrain, tiếp tục có chiến thắng trước đội tuyển Nepal ở trận lượt về. Bahrain hiện đang đứng nhì bảng với 9 điểm và gần như chắc chắn đến 99% cơ hội đi tiếp vào vòng 3. Dù hai lượt trận cuối Bahrain đều thua, miễn là đừng để thua quá đậm là được. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Yemen, mặc dù đang có 3 điểm trong tay, nhưng cơ hội đi tiếp của Yemen là cực kỳ thấp. Dù cho có may mắn thắng ở hai lượt trận cuối, nhưng việc san bằng hệ số bàn thắng với Bahrain là điều rất khó xảy ra. Cuối bảng H là đội tuyển Nepal. Nepal là đội bóng duy nhất trắng tay tính đến thời điểm này, không bàn thắng, không điểm và cũng không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại 3. Sang bảng Y, bảng đấu cuối cùng, đội tuyển Úc đã có trận thắng dễ dàng trước đội tuyển Liban, chung cuộc với tỷ số 5-0 và có thêm 3 điểm. Tuyển Úc với tổng 12 điểm, cũng là cái tên xuất sắc tiếp theo vào vòng loại 3 sớm 2 vòng đấu. Nhì bảng là đội tuyển Palestine đang có 7 điểm sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Bangladesh. Vị trí thứ 3 là đội tuyển Liban đang có 2 điểm, và cuối bảng là đội tuyển Bangladesh đang có 1 điểm. Cơ hội để đi tiếp vào vòng 3 của Liban và Bangladesh là rất thấp. Vậy là sau lượt trận thứ 4, có 7 cái tên xuất sắc đã chắc chắn vào vòng loại 3 World Cup 2026, gồm Nhật Bản, Qatar, Iran, Uzbekistan, Iraq, UAE và đội tuyển Úc là những cái tên chắc chắn vào vòng loại 3. Còn Đài Loan, Hồng Kông, Turkmenistan, Pakistan và Nepal là 5 đội bóng chấm dứt giấc mơ World Cup 2026 sớm 2 lượt đấu. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở lượt trận thứ 5 và 6 diễn ra vào tháng 6 năm 2024 nhé.